Ladybird và Jack No quyết định tạm rời xa thế giới tội phạm, bãi biển, mặt trời và cát. Những siêu anh hùng đang nghỉ. Hãy xem cách họ thư giãn tại La Lilo nha. Điều đầu tiên, Marionette cần một bộ đồ bơi. Vẽ phần trên và dưới của bộ đồ bơi, trang trí với các chấm bi đèn lên trên. Xu hướng đồ bơi mới nhất hiện nay, vẽ thêm các dải màu trắng và rắc kim tuyến lên khi màu còn ướt. Thêm một ít lấp lánh cho quần áo nào. Mang một đôi dép chấm bi. Và Ladybird đã sẵn sàng vui chơi dưới ánh nắng mặt trời. Này, chúng ta cùng đi chơi nào. Úi, mình cần quần bơi, đợi mình nha. Vẽ quần bơi màu đen và thêm ký hiệu của Jack No, dấu chân xanh. Màu này nhắc mình nhớ đến rong biển. Nếu bạn muốn tìm ngắm tảo biển, bạn sẽ cần đến chân chèo. Phác họa đường viền lên tấm nhựa mỏng và cắt hai cặp chân chèo. Đất sét màu sáng. Đặt đất sét vào chân của Mary. Đặt chân chèo vào. Và chúng ta dùng màu xanh cho Adrian. Bây giờ hãy tô màu chân chèo nào. Dùng màu acrylic đỏ và các chấm đen cho Ladybird. Thêm dấu chân là xong. Bạn có thể lặn rồi nè. Mình rất thích lặn. Mình như hòa mình vào nước. Thật tuyệt khi cánh mình không bị ướt. Mình không sợ bơi, kể cả khi mình là một con mèo. Không bị cháy nắng là rất quan trọng đấy. Hãy làm một cây dù đi biển nào. Cắt một vòng trong từ tấm vải chấm bi và vẽ màu các chấm bi màu trắng. Chúng sẽ dễ thương hơn với cái râu đấy. Cắt 5 que tre để cùng chiều dài. Dán chúng lại với nhau để có hình ngôi sao. Gắn một ống hút vào giữa các que tre. Quấn chỉ xung quanh ống hút. Tạo một vũng keo nóng. Đặt thân dù vào đó, đợi khô và hoàn thành. Bây giờ Ladybird đã có thể thoải mái nằm ở bãi biển rồi. Cắt một quả bóng nhựa làm hai. Tô màu nửa hình cầu bằng sơn acrylic màu đỏ. Dùng màu đen vẽ hình chú bọ rùa lên trên. Và chiếc ghế đã biến thành một chiếc vỏ bọ ngựa khổng lồ. Bảo vệ nó bằng lớp sơn móng tay trong, làm nó bóng hơn. Cắt để làm râu. Hãy quan sát kỹ chiếc ghế này, nếu không nó sẽ bò đi xa đấy. Quấn một đoạn dây khác thành vòng. Và giá đỡ đã sẵn sàng. Này, tại sao bạn lại ngồi lên ghế của mình? Đi ra nào. Gì cơ, ghế này có tên bạn trên đó à? Mình sẽ biến bạn thành một con bọ, rồi bạn sẽ thấy. Được rồi, mình đi ra ngay đây. Cùng chơi bóng chuyền nào. Lấy hai que gỗ. Cắt một hình chữ nhật từ tấm lưới. Dán chúng lại với nhau. Dán thêm vào để chúng cân bằng hơn. Bây giờ chỉ cần tô màu khung. Và tất nhiên là thêm các chấm bi màu đen. Vẽ màu cho tấm lưới. Và trang trí nó với bọ rùa. Chào, muốn tham gia không? Đến bãi biển thì phải chơi bóng chuyền đó nha. Đội Marionette đối với đội Aren và họ đang hòa nhau. Đánh trúng hốt môn. Nhân vật phản diện cũng cần nghỉ ngơi mà. Cú vào bóng tốt đấy. Thật tuyệt khi uống nước sau cuộc chơi. Cắt phần cuối của ống tim. Mài góc cạnh bằng giấy nhám. Làm đế ly bằng lớp keo nóng. Hãy nhớ công thức làm cocktail của LOL. Hạt nở, sơn bóng và kim tuyến. Đồ uống hôm nay đến rồi nè. Ngon quá. Ladybird và Jack No đang tắm nắng dưới dù. Nhưng đột nhiên Stormy xuất hiện. Tắm nắng sao? Tận hưởng cơn bão nào.
Không không, chúng ta phải ngăn lại. Mình sẽ biến đổi thành Ladybird. Quá trễ rồi, bạn đang chơi vui và bạn không mời mình. Bạn chắc biết cách phá hủy tâm trạng và thời tiết đấy. Bạn nghĩ bạn có thể phá hoại tụi mình nè. Ra khỏi đây ngay, hoặc mình sẽ dùng siêu năng lực đấy. Wow, bạn làm tốt đấy. Hãy làm phao nào. Những chiếc vòng này sẽ làm được. Đầu tiên, sơn màu trắng. Sau đó sơn thêm màu đỏ. Thêm các chấm bi đen. Và phủ lên chúng một lớp sơn bóng. Bây giờ chúng ta cần thêm chân silicon và đôi mắt. Gắn một viên kim cương giả ở râu. Hoàn thành! Bây giờ bọ ngựa đã có chân, mắt và râu. Mình muốn bơi, nhưng nó sâu quá. Lấy phao nào. Tuyệt, tốt hơn rồi nè. Cắt bỏ phần dư trên chiếc vòng khác. Làm đôi tay và chiếc đuôi cong từ đất sét. Phủ chúng lớp sơn acrylic màu đen. Cắt một chiếc mặt nạ từ giấy xốp. Phủ lên lớp sơn bóng. Vẽ mắt chèo lên chiếc vòng. Và dán các chi tiết nhỏ lên. Làm tay cầm từ ống hút. Yeah, chiếc phao mới. Jack Moore rất thích. Bây giờ các bạn có thể bơi và chơi cùng với nhau rồi. À, mình có thể làm các cây kem ngay bây giờ. Vỏ ốc có. Bóng xốp có. Yeah, hãy làm một vài phần ăn nào. Tô màu các quả bóng xốp. Bóc phần đầu của vỏ sò và đặt phần nhân vào trong phần nón bánh quế. Trang trí với kim tuyến lên trên. Và hoàn thành. Này các cậu, kem nè. Đây là cái kem ngon nhất đấy. Lấy chất nhờn ra khỏi hộp. Sơn chiếc nắp màu đỏ. Và thêm các chấm bi màu đen. Thêm vào ký hiệu thùng rác. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt nó vào thùng rác. Hãy nhớ bỏ rác vào thùng rác nha. Hãy làm như búp bê LOL vậy. Bạn có thể bơi với con cá cao su. Loại bỏ phần dư bằng dao và dùng keo dán lại các lỗ nha. Tô màu cho nó và vẽ thêm các chấm bi màu đen. Phủ lên lớp sơn bóng. Cắt các vòng tròn từ chiếc buộc tóc. Dán nó vào cá. Chiếc phao cá đã sẵn sàng rồi. Nó giúp cho chúng mình có thể chơi trên biển trong nhiều giờ. Ồ, quần áo mình nóng quá. Mình sẽ đi thay đồ. Hãy làm một phòng thay đồ thôi nào. Cần nhiều que gỗ và keo trắng. Dán các que gỗ vào với nhau như thế này. Dán keo các thanh vào ở một mặt khác để nó được ổn định. Thêm các thanh ở hai bên. Làm tương tự ba cái và làm tiếp đến cửa nào. Sử dụng các thanh gỗ và các sợi ri băng. Thêm tay cầm bằng kim cương giả. Sử dụng móc đềm làm móc treo đồ. Bây giờ chúng ta chỉ cần sơn màu đỏ cho nó và vẽ các chấm bi. Mình sẽ thay đồ. Xong rồi, mình sẵn sàng lướt sóng rồi đây. Đợi mình với. Và mình. Và mình nữa. Ủa, mình cuối cùng sao? Hãy làm ván lướt sóng bằng khay đựng bánh nha. Phát họa hình dạng ván lướt. Cắt chúng ra. Và thêm vây cá. Sơn màu đỏ và thêm các chấm bi màu đen bằng gom bút chì. Cuối cùng, dán sợi dây vào. Đầu kia thì dán thêm một chiếc vòng nhỏ. Tô màu xanh lá lên ván trượt của Andrin. Thêm mặt nạ, tóc và khuôn mặt để không ai lấy nhầm. Mình không biết rằng trượt ván có thể vui đến như vậy đấy. Yeah! Bạn có thích kỳ nghỉ của các siêu anh hùng hay không? Hãy cho video này một like, đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông để không bỏ lỡ những kỳ nghỉ thú vị của búp bê nha.